Cô ăn gì á? Chào cả nhà này con. Chào cô chú đi con. Chào cô chú các bạn. À, cô ăn gì vậy? Con ổi. Ừ. Chiều dắt em bé đi vòng vòng chơi. Rồi con có ăn cơm kìa. Chưa? Ừ? Ăn cơm rồi. À, cô ăn cơm rồi. Mẹ dắt con đi dạo chơi ha. Chào cả nhà. Chiều rồi chị tưới rau nè cả nhà. Trời mưa mấy rau nó hư hết rồi cả nhà. À, mỗi lần mà mưa xuống là rau bị hư, nó bị úng, nó lên nhưng mà nó lên thưa thớt. Đây mẹ trồng thêm hai luống hành nữa nè cả nhà. Đây là ba khía nè cả nhà. Gì con? Con đường mẹ. Dâu này nó ngọt lắm cả nhà. Mà bây giờ trái nó còn nhỏ, nó chưa có cơm đâu. Này chắc cả tháng nữa, tháng mấy nữa mới ăn được. Cây dừa này nó ra trái suốt luôn á cả nhà. Hôm nay uống hết mấy hoài rồi giờ nó ra nữa. Mình trồng đậu bắp sao mà nó cao nghiêu nghiêu vậy luôn nè cả nhà. Hồi sáng mình không có hái nó già rồi. Giờ hái là phải gị nó xuống thôi chứ nó cao không à. Cây này nó leo lên tuốt trên hàng rào luôn rồi.